Ủa mà cái bánh nó bự vậy, em cho gà ăn cho nó ăn. Chút được mà. Vậy hả? Trời ơi. Ăn được không vậy? Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh. Dạ gì đi xa. Thì ngày hôm nay là ngày 20. À, một xíu nữa là gia đình Duy sẽ tổ chức cái tiệc cái gì em? Trời ơi. Thì tối nay gia đình Duy có một cái tiệc nướng nha cả nhà. À, để chia tay ba mẹ Duy và Bena đi qua Thái Lan. Mới mua người ta lấy bẹt bẹt rồi. Trời ơi, mới mua trời. Bên Thái Lan hiện tại nhà bà ngoại đang sửa nhà. Đúng không? Dạ đúng rồi. Xây nhà mới đúng không? Dạ. Là đập cái nhà cũ à? Chưa đi, bây giờ cái mới chưa xong là đập cái cũ là ngủ ở đâu vậy? Đúng không? Ngủ ở trên đó. Chưa đập á? Vậy là xây cái mới thôi, chưa đập cái cũ. Đó. Thì hiện tại bà ngoại cũng đang xây cái nhà mới nữa. Thì Duy gần nhà Yến phải không? Nhà chim Yến phải không? Rồi. Thì để Duy và Nen đi qua Thái Lan, sau sắp xếp công việc tiếp khách này kia xong xuôi sẽ chạy cái về. Cái đó không có đập luôn á. Bé Nen xin nhà cho em bé. Cho em bé ở hả? Em bé đi qua. Cho mấy đứa mà không có cha mẹ ở đúng không? Đúng rồi. Vậy sau khi mà qua Thái Lan, Duy và Nen sẽ hội ngộ với chỗ chép bàn bạc và tiếp khách như kia đó, thu xếp công việc. Sau đó là Duy và Nen sẽ lái xe từ Bangkok đi về Surat Thani. Dạ. Để thay đổi biển số và sau đó đi thăm mọi người cho nhà. Dạ. Thì thăm bà ngoại và cũng như là thăm mẹ ổ. Dạ. Thì tại sao mình không nói thăm mẹ ổ chứ, cái mình đi thăm bà ngoại rồi. Thì thật ra nói với quý cô chú anh chị và các bạn á, thì mẹ ổ hiện tại cũng đang giận hai đứa đó nhà ơi. Mà bữa giờ Duy không nói chuyến này về nè, không biết mẹ ổ còn giận không. Giận không phải là giận gì, mà tại vì Duy với Nam đi mẹ ổ không có quen cái cảm giác mà cô đơn á. Thường thường là Duy với Nen á là hai đứa hay quấn quấn với mẹ, cứ gần mẹ rồi ba mẹ con là bộ tam ba người đó, là đi với nhau đi quay video rồi. Nhưng mà thời điểm đó thì hiện tại là mẹ ổ đang rất là bận, rồi mẹ ổ bận cũng có các cô chú anh chị nói thiệt nè, đi đập đi thôi, lấy chiếc bình lợn lại và mẹ buồn ngồi nhà. Thì mẹ buồn thiệt á, mẹ buồn thiệt. Nhưng mà Duy thì Duy không, thời điểm đó Duy không có nói, không muốn nói sợ sợ, không có đâu, không có ai buồn. Mẹ buồn thiệt, nhưng mà mẹ buồn rồi mẹ cũng dặn hai đứa, nói chung là không biết nói gì sao. Dạ, nhưng mà đi là đi, đi là phải đi rồi. Tại đi là phải đi rồi, hai Duy với Nam đi là phải đi rồi. Xe quá nhiều, là nếu ngày cái gì chúng mình đi xuống ở ở miền Nam của ở nhà của bé Nam được là đại xe mặt của mẹ ổ lần là... không biết mẹ ổ có còn sao không nữa, không biết. Nói chung là thật sự là không biết, thật sự là mẹ ổ dẫn theo dõi Duy và Nam nha cả nhà. Mẹ ổ dẫn luôn theo dõi và coi video của Duy và Nam, và mẹ ổ biết Duy và Nam về ngày nào luôn. Tại vì Duy có đăng, mẹ ổ có chơi Zalo. Em rồi. Mẹ ổ có chơi Zalo và Duy có đăng cái vé của Duy về Thái Lan á, là mẹ ổ có thấy. Rồi mẹ ổ mới nói với nhân viên của mẹ. Nhân viên. Đó, mẹ ổ nói nhân viên của mẹ, Duy Nan chuẩn bị về nha mọi người. Đó. Nhưng mà mẹ ổ không có gọi cho Duy Nan, không có nói chuyện luôn. Là từ bữa mà đi xuyên Thái á, là mẹ ổ là không nói chuyện với Duy Nan tới giờ luôn rồi. Không phải là giận gì, nhưng mà tại vì muốn là bé Nan với Duy ở đó để phụ mẹ buôn bán này kia. Mà cái khó là tại Duy với Nan mua xe, là Duy với Nan mục đích là Duy đi quay này kia, rồi còn công việc của Duy với Nan, rồi muốn hai đứa mà còn trẻ mà muốn đi mà thì cũng thì có nhiều luồng ý kiến, cũng có nhiều quý cô chú anh chị muốn là Duy với Nan ở đó phụ mẹ. Dạ. Nhưng mà thật ra mà nói là đó không phải là tương lai của hai đứa. Dạ. Hay với lại cái đó là cái nghề của mẹ, mà không lẽ giờ Duy với Nan cứ bám trụ vào cái đó. Dạ. Hai đứa phải triển khai làm cái khác. Đúng đó. Rồi, nếu làm cái khác là cũng khỏe tim. Đó. Khỏe tim với lại hai mái. Đứa cũng thoải mái nữa, tại vì có thật ra nói là muốn ở riêng. Thật ra mà nói là Duy này cũng không có ở chung với bà bá bà má lâu. Hai đứa tương lai cũng đúng sẽ ở riêng thôi à. Bây giờ là bên tuổi có cần nhiều tuổi nhiều rồi. 30 rồi. Đúng rồi. 30 rồi cần bỏ bé được rồi. Ừ, thằng có bé tương được lai rồi. Không có bé Nan rồi, tương lai có mẹ Nan. Tương lai là mẹ Nan chứ không phải là bé Nan. Có bầu là có con là có mẹ Nan. Đó thì lần này là thật sự là ngày mai về rồi, cho nên là hôm nay Duy mới tiết lộ cái bí mật này, là không biết về là mẹ có còn kiểu như vui vẻ như đợt trước nữa hay không. Duy với Nan á không phải là đi ở đâu luôn,
là cả nhà mới cũng thấy đó, là Duy Nam mới bay qua Việt Nam mà ở với bà má mà má chắc khoảng tháng, đường tháng đó. Đó về ngày 19. Tháng rồi. Một tháng. Một tháng luôn hả? Mà về ngày 19 thì bây giờ là 21 mình đây bay là cũng một tháng rồi. À, thì lần này là Duy muốn chia sẻ cho cả nhà biết một xíu là để khi mà về Thái Lan á mà Duy với Nam có quay á, mà lỡ đâu mẹo có giận quá mà Duy với Nam là không dám quay mà chạy qua nhà bà ngoại ngủ á, thì cả nhà cũng hiểu lý do là tại sao. Nhưng mà thật ra mà nói là mẹo không có giận lâu, mẹo gì kia chỉ muốn hai đứa ở gần thôi, là từ từ mẹo sẽ vui lại. À, tại vì mẹo biết là Duy Nam mua xe là hai đứa sẽ đi, thì cái thời gian mà chưa mua xe thì mẹo vẫn còn bình thường, vẫn còn vui, nhưng mà kiềm chế lại, kiểu như ém lại á, kiềm chế lại cái sự buồn á. Nhưng mà khi mua rồi á là mẹo xác định là Duy với Nen nó đi rồi, nó sẽ đi rồi, là bắt đầu là từ lúc đó là mẹ ổ ít nói lại, mẹ ổ buồn buồn, thấy mẹ ổ buồn buồn. Nhưng mà hai đứa mua xe là từ bữa mua xe xong đi là mẹ ổ buồn tới giờ luôn á, giận tới giờ luôn á. Đi cười đi cái gì chung, không cười không nói chuyện chung. Đúng rồi, đúng. Nhưng mà ý là Duy nói ra để cho cái nhà hiểu là tại vì mẹ ổ á có một thằng một mình nè cả nhà. Bốn ba người con là Benan, Bifern với Boss. Nhưng mà Bifern với Boss thì đi ra ngoài, và Bifern thì lên Bangkok học. Còn chứ có mỗi Duy, lúc mà Duy qua thì cứ mỗi Duy với Nan, hai người là Duy với Nan là quay quần bên mẹ ổ, phụ giúp, chia sẻ, buồn cũng buồn chung, vui vẻ chung, ăn uống chung, đi chơi chung, đi qua YouTube chung. Quen rồi, cái gì mình quen rồi á, khi mà tự nhiên cái đùng cái mình mắc á, cái thói quen nó không còn nữa thì mình hụt hẳn. Thì mong quý cô chú anh chị và các bạn có thể hiểu được cho mẹ ổ, và cũng phải hiểu được cho Duy và Nan, là cũng hai đứa cũng lập gia đình rồi, cũng muốn được tự do, cũng muốn được sải cánh bay xa, cũng muốn được trải nghiệm lăn xả. Nhưng mà nói không bỏ bên nào hết, mẹ ổ vẫn là mẹ, bà bá mà má vẫn là bà bá mà má, không có bỏ bên nào hết, cũng không ở luôn bên nào hết, sẽ đi đi về về. Và khi nào mà Duy với Nan mà xác định cố định được cái nơi mà mình đóng trụ á, mình bám rễ á, thì lúc đó bắt đầu là sẽ làm. Nhưng mà hiện tại là Duy với Nan đang cũng giống như là đi qua đi lại, coi là hai đứa thật sự là muốn ở đâu, là muốn ở Phú Quốc, muốn ở Việt Nam hay là muốn ở Thái Lan, để mà biết đường mà để mình bám rễ, để mình phát triển cái nghề, ngành nghề khác, mình làm cái ngành nghề khác. Thì làm YouTube á, cũng là một cái nghề, nhưng mà nó chỉ mình có thể mình phải làm một cái nghề tay trái nữa để mình không bị áp lực, là cái nguồn thu của mình nó có nhiều nguồn thu. Còn hơn lỡ đâu mà một ngày nào đó mà Duy không làm YouTube nữa thì Duy làm cái gì ăn. Cho nên là hiện tại Duy và Nen cũng có thảo luận, cũng có bàn bạc rất là nhiều với nhau rồi, là mình tương lai mình sẽ làm gì, mình làm gì ăn, mình bán gì ăn, mình ở đâu. Đó là một câu hỏi hai đứa rất là nhiều. Thì bây giờ không nói trước, không, bây giờ không nói trước, bây giờ thì cứ để đi, từ từ để ăn Tết của Việt Nam xong xuôi thì lúc đó là Duy và Nan sẽ tính tiếp là mình sẽ trụ ở đâu, bám rễ ở đâu và làm ăn ở đâu. Còn với phần mẹ ổ thì để qua Thái Lan rồi bắt đầu từ từ tính xuống nhà rồi gặp mẹ ổ, hai đứa ôm mẹ ổ hôn cái là xong. Cho mẹ ổ hết giận, cho mẹ ổ trong giác đang nơi nơi cô đơn. Hát nè, hát nè. Mẹ cô đơn hả? Bây giờ mẹ nghe. Bây Phân cùng mẹ với Nan đó, bây giờ bây Phân ở nhà rồi đó. Bây Phân là những người ở nhà bây giờ là chờ đóng cửa. Ủa bây Phân về nhà hả? Mới về nhà là bây Phân nói điện thoại mẹ đi, điện thoại mẹ đi chị. Mẹ giống người cô đơn quá à, vì không có ai nói chuyện chung. Ngồi xuống nó làm đi bán làm. Thường thường là Duy với Nan là cái người mà sẽ ngồi ăn chung với mẹ ổ nè, đi chơi với mẹ ổ nè, đi shopping với mẹ ổ nè, đi đâu ba mẹ con dính với nhau nữa nha, không có tách ra được, đi chung không à. Đúng rồi, mẹ quen, mẹ quen thốt. Rồi quen mẹ, kiểu này rồi, nhưng nói là mẹ thốt lắm, thích kiểu này rồi. Một ngày chúng mình đi mất đâu? Đi mất tiêu không, đi rời xa mẹ ổ, đi xa đi làm công chuyện ấy. Thì bây giờ thì Duy Nam đã chia sẻ tâm sự với cả nhà, cũng mong là quý chú anh chị có thể hiểu đứng ở nhiều góc độ và khía cạnh để mình suy nghĩ, đừng có rầy Duy và Nan, tại vì Duy và Nan cũng có cuộc sống riêng, cũng có gia đình riêng, từ từ học nghe người nói chuyện. Duy và Nan vẫn đọc bình luận và vẫn ghi nhận và tiếp thu nha cả nhà,
quý cô chú anh chị dạy sao đọc comment bình luận là Duy có đọc, bạn Nam cũng có đọc và cũng tiếp thu, cũng suy nghĩ. Nhưng mà cuộc sống này là hai đứa mới có gia đình, mới đám cưới rồi cũng muốn tự do thoải mái tận hưởng thôi, rồi đi đây đi đó để tận hưởng. Nhưng mà không bỏ ai hết, không để ai một mình và cũng không để ai cô đơn hết. Tại vì mình hiểu cha mẹ mình mà cũng sợ lắm, sợ là con cái bỏ. Như mẹ ổ là nghĩ sợ là Duy nên bỏ mẹ ổ một mình kia, mẹ ổ sợ. Ủa đi nói hồi nào con làm ăn người đây, con làm ăn người đây, làm bán với mẹ thì mà nếu làm bán với mẹ lo lo là đúng không? Là trời ơi là cũng có công chuyện khác nói gì nó. Thì tại vì nhân dịp về Duy đi về có 2 tuần à. Tranh thủ ra tiếp khách, rồi tranh thủ về làm ăn số, rồi tranh thủ về thăm bà ngoại mẹ ổ này kia. Thì lúc đó Duy sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. 2 tuần xong trở về đây là để lo cho mẹ cái vấn đề là đi khám mắt, rồi dắt bà bá lên Sài Gòn, mẹ lên Sài Gòn đi khám mắt chứ khám tổng quát á. Thì lúc đó là Di cũng sẽ quay cho cả nhà xem. Thì Di chỉ quay cuộc sống gia đình, chia sẻ những cái cuộc sống, những cái câu chuyện xung quanh gia đình, cuộc sống của Di và Nen và mọi người thôi. Hy vọng là quý cô chú anh chị và các bạn có thể ủng hộ. Năm nay là nếu nói là năm nay là ok, cũng may mắn qua chúng mình là có làm hai gia đình gặp giao thương và có đám cung đám cưới xong hết tới ngoài. Và bây giờ là năm cái tiếp hy vọng mấy cái giờ năm cái tiếp là làm ăn có tiền có để lo cho con nữa. Năm nay nè làm lăn cho papa nè, chi bụng cho papa mẹ nè, đúng không? Duy cũng rất là Duy và Nen cũng rất là may mắn khi được quý chú anh chị và các bạn chia đồng cảm, ủng hộ và theo dõi, và lúc nào cũng ủng hộ Duy và Nen. Thì hy vọng là trong tương lai Duy và Nen cho dù view nó thấp đi nữa, hay là vài chục ngàn người xem hay vài ngàn người xem, Duy và Nen vẫn kiếm một công việc gì đó làm và vẫn làm YouTube để chia sẻ lại cuộc sống hàng ngày, gửi đến quý chú anh chị và các bạn cùng xem. Rồi bây giờ thì nói chung là đây là một cái một vài phút tâm sự, một cái bí mật mà Duy và Nen đã giấu rất là lâu, tại vì không muốn ảnh hưởng tâm lý cho khán giả xem. Nhưng mà tại vì sắp tới đây là phải về Suối Rác để thăm mẹ ổ, thì Duy sợ là nếu mà không nói ra thì nhiều khi quý cô chú anh chị và các bạn không hiểu. Thì sẵn đây là Duy sẽ giải thích cho quý cô chú anh chị nghe, để lỡ đâu mà có về Suối Rác Tân Y á, mẹ ổ vui thì mình không nói, lỡ mà ổ dặn còn dặn này kia kia nọ. Nhưng mà thì nhân viên nói mình thoại điện thoại đi hoài, nhân viên nói về đi nhớ hoài rồi nhớ mà không nói. Duy hiểu tâm trạng của mẹ ổ, là tại vì Duy biết là mẹ ổ lúc nào cũng theo dõi Duy và Nen và lúc nào cũng xem hết trơn, lúc nào cũng xem hết. Tại vì cái phong cách của mẹ ổ là khi mà làm bánh á thì sẽ mở video của Duy lên xem, là Duy với Nen sống ở đây ăn cái gì đi đâu làm gì mẹ ổ biết hết, mà không có gọi cho Duy và Nen. Biết mấy tôi hết luôn là nhưng mà không có nghe tiếng Việt dịu đâu. Nhưng mà giáo viên nói con có này mà mẹ con nói này cho nghe mà đúng hết đó. Thì mẹ ổ không nói gì hết, nhưng mà nhân viên của mẹ ổ là biết, tại vì khi mà mẹ ổ xem video của Duy và Nen á là sẽ chia sẻ cho nhân viên, rồi lúc đó nhân viên mới nhắn tin cho bé Nam, rồi bé Nam mới biết được nha cả nhà. Thì mình vẫn biết được là mẹ ổ luôn luôn dõi theo hai đứa. Cái này sẽ có nói với ai mà ổ đang muốn về đúng không? Nghe mẹ nói quá cần gì rồi hả? Để coi Di và Nen coi có quà gì về mua về tặng mẹ để cho mẹ vui cả nhà. Mua kim cương cho mẹ đi, mẹ vui chết luôn, mẹ hết giận luôn. Video này Di chắc chắn là mẹ ổ vẫn đang xem luôn. Vì bé Nen muốn nói gì mẹ ổ không? Mẹ ổ không hiểu đâu, nhưng mà nghe mẹ ứa xin bị thôi quá mà mắc ngựa mẹ ạ. Mắc ngựa mẹ. Mắc ngựa cái gì? Nói chung thì bé Nen biết rồi, tại vì mẹ nó ngoại thiện nè, làm cái này không cười nếu dừng với hai con này rồi không cười không mắc cửa, không cười, không nói chuyện, làm im giống hai con giống gió á, giống như không có thấy không ông ta lơ luôn mẹ thất tập này lắm. Ok cả nhà, thì Di chỉ chia sẻ sự thật và đến một thời điểm này là Di thấy phù hợp nhất để chia sẻ với cả nhà nghe. Và hy vọng là quý chú anh chị và các bạn là cả nhà có thể hiểu cho hai đứa. Dạ, và cũng hiểu cho mẹ ổ nha cả nhà, đừng có rầy hai đứa. Hy vọng là mua quán cho hy vọng là có thể
chuyến này Di về và hy vọng là có thể là chuyến sau là Di có thể đưa mẹ ổ về Việt Nam ăn Tết. Đây là cái miếng thịt heo mà. Ủa, đây là mẹ đang làm gì con không hiểu? Mẹ tha lên cho cái da nó giòn. Thay giấm hả? Đúng rồi, thay giấm. À, thay giấm à. Giờ mày phải xăm cái này nữa. Xăm rồi. À. Mẹ chức rồi đúng không? Cho xăm cho xuống dưới ở thạch da. Ừ. Cho biết chưa? Cho. Biết cái này không? Dạ biết. Biết ha. Dạ, nhưng mà làm khác. À, bà bá đang chùm lửa nha cả nhà. Tôi đi quạt. Bà bá để có thời gian để Di sẽ cố gắng là Di nên chuyến này đi về Thái Lan rồi làm cho mẹ ổ vui, sau đó là hẹn mẹ ổ Tết Việt Nam là sẽ đưa mẹ ổ đi qua Việt Nam chơi, rồi Tết Thái Lan là Di với Nan sẽ lại đưa bà bá má đi qua Thái Lan chơi nha cả nhà. Bà mà không nghe bà bá mặt bội rồi. Bà bá nghe mình nói cho bà bá biết chưa? Bà bá nghe liền biết bà tôi xe lăn khỏi con. Xe lăn cũng không giúp cái gì tôi được. Bà bá với bà má thì sợ đi xa cả nhà, nhất là cha mà má thì không sợ nhưng mà bà bá thì sợ nha cả nhà. Bà bá thì sức khỏe cũng không có được khỏe như ngày xưa nữa rồi, nhưng mà cũng phải cố gắng thôi. Mẹ ổ qua ăn Tết thì mình qua lại mình ăn Tết lại. Dạ. Tại vì giờ không đi với khi nào đi nữa đúng không? Nhưng mà bây giờ lắc quan trọng là làm mẹ ổ hơi chặn chúng mình trước đi. Làm mẹ ổ là đi ở đây thì hiện tại mẹ ổ đang dặn cho nên là để mẹ ổ còn dặn là chết luôn, còn dặn là khỏi đi luôn, khỏi là ăn chung. Bữa giờ tụi con có nói chuyện năn nỉ nào chưa? Họ không trả lời. Không trả lời. Không trả lời luôn hả? Mẹ ổ biết, mẹ ổ biết. Mẹ ổ biết tụi con về là xem mỗi ngày, mẹ ổ xem mỗi ngày. Tại vì hai đứa đi buồn á. Mẹ miệng cứng lắm mẹ. Cái miệng cứng lắm. Không mẹ nói ra. Người miệng cứng. Về bữa nay quay video sẵn đây, cha cũng kêu gọi mẹ ổ coi như. Nếu bây giờ nó chắc chắn luôn. Nghe kêu mẹ ổ, mẹ ổ, mẹ ổ hoài ní giận nữa. Chứ để làm giận, làm mặt giận rồi. Mẹ ổ có xem video á mà. Không nói chuyện. Làm không có cười, không mắc cửa. Mẹ ổ thích đi ổ phẩm, không có cười với con. Nếu ngồi xuống lâu lâu à, hai con thích làm cười lắm. Mỗi lần á, dặn á, là con vô năn nỉ nè. Con là cái người mà hòa giải nè. Nó lót luôn á yêu. Khóa cửa mày luôn hả? Lót luôn. Khóa cửa chúng ta đốt lửa mà đốt, đốt lửa ngoài cửa đó. Ô cái tiếp là nếu mẹ ổ chưa hết dặn là đốt. Đốt gì? Đốt, đốt nhà luôn hả? Dạ. À cái nó là trên tay luôn. Nếu đốt thì cái trên tay với hai con này luôn. À mẹ cha nha, cha lý nha, mẹ ổ dẫn ra video này đăng lên là mẹ ổ dẫn đang xem. Đang xem mà mẹ ổ không hiểu tiếng Việt nhiều nhưng mà mẹ ổ sẽ đọc bình luận. Đúng rồi. Mẹ ổ sẽ đọc bình luận. Mẹ ổ có không có cái gì cái dịch đó, cái Google dịch đó, tự dịch là dịch tiếng Việt nha, mẹ ổ đọc được. Mẹ ổ có khả năng dịch đó. Thì à cha nói chị xui đi, cho tụi nói về thăm chị xui không? Ờ cha nói đi nè, bên Nam dạy bà tiếng Thái đi. Nói sao mà cho mẹ ổ hết giận á? Gì chị xui nói sao không? Kìa yeah, nói đi em, dạy dạy, dạy bà bá đi. Nó điều mẹ hiểu mẹ. Thì cho mẹ hiểu mà. Bà bá muốn cho mẹ mẹ ổ nghe mà. Con Di con Nan nữa. Cái gì? Khuôn ổ lấy khuôn ổ. Nó nổ. Em ổ. Em ổ hả? Nó nổ là em ổ. Chị xui được rồi. Chị xui ổ đúng rồi em. Chị xui rồi. Mà em phải dạy bà bá nói tiếng Thái. Bà bá nói chị xui. Nè em qua đây ngồi, em ra đây ngồi luôn, em ra đây ngồi luôn. Đây quay gì cho vui. Rồi nè, rồi nó không ngồi gần, ngồi gần bà bá luôn. Rồi dạy cho dễ hiểu nè, rồi. Dạ chị xui, ê không phải dạ, chị xui. Hai em bé này mẹ bà bá. Cút luôn đó. Dạ cột, đừng có dặn. Dạ cột á. Dạ cột. À dạ cột hai con này. À dạ chị xui ấy dạ cột hai con à Cun Nan, Cun Di chị xui. Cái này là khoái rồi bà, cái này là vui đúng rồi. Sao nữa em, giải tiếp gì còn ngọt á, cái gì còn ngọt á. Tiếp rồi mẹ ủa tắt YouTube rồi bây giờ. Dạ, nếu, nếu, nếu nữa là bên này mắc cỡ lắm. Thôi nói đi. Bên này với mẹ ủa với người cương á yêu. Không, nhưng mà dạy cha thôi, cha nói mình ăn rồi. Em dạy cha cho cha nói. Cha nói mình ăn giống cha khùng quá. Cái khúc em dạy anh cắt ra. Cái khúc em dạy anh cắt ra. Nè, bà ba nói, đi xui. Bà bá nói rồi đúng không? Dạ, nói chị tiếp. Chị xui ơi, dạ cột hả? Dạ cột là đừng có. Dạ cột phải không? Đúng rồi. Dạ cột, con chị xui ơi, dạ cột con Di, con Nan, chị xui ơi. Sao nữa? Vui vui vậy? Nói gì? Anh biết đâu, nói sao mà cho mẹ ổ vui á, đừng có giận á.
cái này là được rồi. Thôi nói vậy được ha. Được rồi. Chị Xuôi, cái này là yên chị nhiều lắm rồi. Nè, cha nói như là vì chị Xuôi Tết nay chị Xuôi qua thăm anh Xuôi nha. Hiểu chưa? Thăm là mà thăm anh Xuôi nha. Ông bà không cho hay. Thì bây giờ mình chuyển. Tại vì mẹ ổ, mẹ ổ dặn biết tụi con đi sẽ đi, mua xe là sẽ đi. Mẹ ổ lúc mua xe vẫn vui bình thường. Bỏ tôi ở nhà rồi. Nhưng mà bây giờ con lúc đi rồi. Nói chung lỗi tụi con là lúc đi không cho mẹ ổ ăn chút một ngày. Rồi đi ngày mai cái đi tốc hành rồi. Không phải. Mẹ ổ muốn đi chung. À. Nhưng mà mẹ ổ bán. Đúng rồi. Mẹ ổ đi không có được. Đúng rồi. À, chị Xuôi ơi, chị như vậy là cũng chưa chắc ai giận ai đâu nha chị Xuôi. Nhưng mà tôi đại diện hai đứa nó, tôi xin lỗi với lại tôi năn nỉ chị Xuôi nha chị Xuôi. Chị Xuôi ơi, năm nay Matthew Việt Nam. Dạ. Thăm anh Xuôi ha chị Xuôi. Mày Diêm Phẩm. Mày Diêm Phẩm là gì? Thăm anh. Mày Diêm Phẩm, chị Xuôi. Ok con dây. Ok con dây. Ok mấy bi là có chuyện nha. Ok bye bye. Đó, vậy đó mới nói. Nói nhiêu tương tiền mua quá hả? Đây là gì, vậy? Quá đi về Việt Nam hả? Để chiến này qua đi rồi vuốt mẹ ổ cho mẹ ổ nói chung tụi nó đi thì mẹ ổ cũng hơi hụt hẫng chút xíu rồi dặn các cô chị rồi bây giờ mình cũng hờ vua thôi, kiểu giống như hờ vua mình cũng tiếp với con nó cũng một hai lời đến chị Xuôi đó cho chị Xuôi vui vẻ để năm nay còn cho chị Xuôi qua Việt Nam chơi nữa, tại sao rồi ăn Tết Việt Nam đó, nó là vậy. Nếu mà chị Xuôi qua thì mình cũng sẽ qua lại, nhưng mà có cái mình đi không nổi thì mình cho bà xã đi, còn mình đi nổi thì mình sắm thêm chiếc xe lăn nữa. Thường thường là Tết là một tháng đúng không anh em? Tết người người ở đây ăn uống đi chơi càng một tháng luôn đúng không? Không phải, Tết thật sự có 3 ngày thôi, nhưng mà tại vì người ta không muốn Tết nó qua nhanh quá, người ta mới chơi đến 1 tháng 2 tháng. Bé Nam suy nghĩ, bé Nam à, tự nghe là nếu Tết Tết của ở đây đúng không mẹ, ở Thái là của người Hoa luôn, của người Hoa là giống mẹ, ngày á, giống ngày luôn, giống ngày, tại vì mà của người Hoa người ta là có đi bán cho người Hoa nhiều lắm mẹ, làm mấy cái đồng đèn đỏ này kia, mấy cái lì xì này kia đó, đó là dành tháng Giêng á, là người Tết người Hoa đó. Thì để coi sao, nhưng mà Tết mẹ ổ qua đây là cho mẹ ổ cái kiểu như là ăn Tết Việt Nam cho mẹ ổ biết. Cái bánh tét này chưa biết nè. Rồi lì xì này cũng chưa biết nữa. Chưa enjoy. Chưa chúc nữa. Ngày xưa bà Nam đó, bà chúc bà ngoại đó, một trong sống lâu đó. Chúc bà ngoại một gì sống lâu 100 tối. Sang năm bà ngoại đi luôn đó. Bà ngoại đi đâu rồi? Hỏi em. Xung sắc rồi. Em nhớ em nha, năm đó em chúc không? Sang năm bà ngoại đi luôn. Nhưng có hả mẹ, vô nó. Con rất là may mắn là có cặp chung với bà ngoại. Chúc bà ngoại may mắn và nhiều sức khỏe. Bà ngoại nói giờ bà ngoại đâu có làm gì đâu ra tiền. Còn cũng nhớ câu đó ngoại tới giờ. Ngoại giờ ngoại gì qua yếu lắm mà bà ngoại đâu có làm có mặn cái gì đâu mà ra tiền. Cho tụi con. Rồi bà ngoại cho anh tiền. Anh xuống lúc anh không có anh làm vendor anh hết tiền á. Anh không phải hết tiền mà mỗi lần anh xuống á bà ngoại thấy anh á. Bà ngoại thấy anh á là bà ngoại đứng lên. Bà ngoại đang ngồi giỏng nè. Anh xuống thăm bà ngoại á, thăm chơi, anh chơi thăm bà ngoại á, cái bà ngoại gặp anh cái bà ngoại đứng lên đi vô nhà. Ồ, không muốn gặp chung nữa. Không phải gì mở tủ. Thì tiền mấy tiền. Đeo. Con cầm tiền đủ xăng 200, 100 hay cho bà luôn. Ủa, tại sao hết đi thăm bà ngoại lắm mà. Con biết lý do. Thì là cho có mình con hay sao à? Cho có mình con hay sao? Em bé đang đi rồi cho. Đúng rồi, em bé không anh nhắc bà ngoại nhớ bà ngoại quá. Ok cả nhà ơi, thì chắc Duy nghĩ là khoảng tới ngày mai là mình với gia đình Duy sang được nha cả nhà. Không sao, gia đình Duy kiên nhẫn lắm, có thể chờ miếng thịt heo này tới ngày mai để ăn. Rồi ăn sáng sau đó mình sẽ gia đình sẽ tiễn Duy mình đang ra sân bay luôn nha cả nhà.
thí dụ như mình không làm là mình sang lắm á cha, mà tự nhiên cha muốn nó hết sang luôn, hết sang luôn. Con gì nè, năm con ơi, mẹ lên đi chín rồi. Chưa, đừng có đi, đừng có chở. Mình khai trương thôi. Ủa vậy là chín rồi ha mẹ. Khai trương được vàng nè, mà tại vì không. Nói chung là bây giờ là sao? Bây giờ xẻ ra đi rồi ăn tới đâu là rồi ok. Ăn đi chơi tối rồi. Còn cái vấn đề là chia sao nè? 3 cộng sườn mà 5 người nè. Bốn cộng là cái này mới khó đó nè. 4 cộng mà 5 người. Đi đúng rồi, quên. Mẹ, Nguy đâu ăn đâu? Đâu có đâu, mình chặt. Thôi, không có nha. Nguy không ăn đâu, đúng không em? Đúng rồi. Nguy đâu ăn đâu. Nhưng mà em Huy nói à, heo ăn heo không có gì đâu. Là ai ăn ai? Ui nó ngon kìa. Huy ăn Huy. Trời ơi nó ngon kìa. Ui nhưng mà mình phải để cho nó một hơi nữa. Cắt ra luôn đi em ơi. Không, vì phải nướng thêm cái mặt này nữa. Đúng. Trời ơi nó khét luôn rồi. Không sao. Sườn không khét đâu, phải là sườn. Chị không có quay. Không phải. Để cái miếng vậy đâu. Người nướng. Kêu bà ba nướng không có khét, không phải bà ba nướng đâu. Đúng rồi, vậy hợp lý. Sao đâu mà mình nhắc giá cái sườn. Bà không có nướng khét. Khét nướng bà quá. Thì sống mình rất chúng lại mình cột, chúng mình là có lời với cột sống. Nhưng mà cột sống là có lời với chúng mình. Đây nha ơi, đây là miếng thịt đầu tiên đã được xuống dĩa. Ôi mẹ chặt thật, nó dính vô miếng sườn sao mẹ không lạ. Ủa mẹ, mình phải lạng cộng sườn ra. Mình lạng cộng sườn ra mới đúng. Đó, cộng sườn đó đó. Rồi à, cái này sừng này của con. Chưa gì nữa đặt cọc. Mẹ chặt làm hai đi mẹ. Dài gì sao bên anh ăn được. Chặt làm hai chia sẻ. Đúng rồi. Hợp lý. Sừng nó thành da. Đó. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Quá trời. Quá ngon. Cũng là ngon lành. Ngon nắng không phải ngon lành. Cái này mới dạ, không? Ngon nắng là gì? Mới nướng. Ngon nướng. Ngon nắng. Ngon nóng. Rồi, mời quý vị khán giả ăn heo nướng chung với gia đình. Cái có khẩu nhiều quá thì chắc nhiều. Cái này đây, có xương không vậy? Đó, cái đen đen cho thích đó. Xương á trời, cái chừng xương á. Chừng xương hả? Xương á trời, cái chừng thương. Thịt nè con. Ăn cái gì vậy? Rồi, rau. Dạ. Rau lên là cuốn thôi. Ôi, thôi nói gì nữa. Mua nước xanh của cô chị quá là xong rồi. Bài bỏ đi ăn xương. Heo mỏi, ông quên heo dựng. Heo mỏi này ta nha. Rồi. Đập sườn vô. Xoài. Mẹ lá mẹ mẹ cắt miếng sườn ra thôi. Ngon quá. Mời cả nhà ăn chung. Mời cả nhà cúng chung, cúng chích ăn sao. Hợp con dâu ở Việt Nam với mẹ là thích lắm. Sáng cũng cúng, ăn trưa cũng cúng, ăn tối cũng cúng. Cúng cả ngày. Phong cách ở đây cúng ăn. Cúng ở nhà hàng Thái Lan là cùng phong cách của người Việt Nam là ăn như thế nào. Hoặc con dự người chứ không có biết ăn luôn. Là có cúng với lao nhưng mà người ta ngắt ăn, ngắt ăn luôn. Em xếp đồ đi, 11 giờ rồi, muốn suy nghĩ cái gì nữa hả? Thì ngày mai là chị với anh sẽ bay từ Việt Nam sang Thái Lan và sau đó là sẽ tiếp khách rồi sẽ hội họp với Châu Jeff và sau đó là hai đứa sẽ lái xe về Surat Thani để đổi biển số và thăm bà ngoại và mẹ hổ nha cả nhà. Thì diễn biến như thế nào thì quý chú anh chị và các bạn hãy cùng chờ đón xem. Còn bây giờ tạm biệt cả nhà, bye bye. Ngày mai gặp lại, bye bye.